Em chào cả nhà nhé. Clip thứ hai trong cái ngày 21 tháng 3 này thì em sẽ update các bác cái dòng giả hàng Pháp. Hôm qua thì có quá nhiều các bác hỏi về dòng này, tuy nhiên thì ngày hôm nay thì em hơi bận đấy, nên là nên cái clip giới thiệu qua từng giò thì nó sẽ hơi muộn hơn một chút xíu, mà các bác có thời gian, có điều kiện các bác xem thì các bác ưng đặt hàng nhé. Và nói qua là cái dòng này nếu mà nở vào thời điểm cách đây tầm 1 tháng hoặc là hơn 2 tháng trước thì vào đúng dịp Tết thì giá trị của những cái giò này cực kỳ là nhiều luôn. Tuy nhiên thì do vào cái miền Bắc của mình ấy, thời tiết năm nay thời tiết nó hơi lạnh nên thành ra là nó sẽ nở muộn hơn. Đây ạ, mấy cái giò tác phẩm này là những cái giò rất là nhiều hoa, nhiều ki, hàng chuẩn hoa luôn các bác nhá. Giả Pháp, dòng này bông rất là đẹp, sai hoa nên là hoa rất là được mọi người sưu tầm và dễ chăm dễ trồng. Những cái giò tác phẩm này thì em sẽ chi tiết hơn từng hình để các bác dễ dàng lựa chọn hơn. Trong cái video này thì các bác ưng cái hình nào các bác đọc đúng mã cho em và em sẽ chốt đơn cho các bác nhé. Có một số giò nở hoa, một số giò thì đang nụ. Nói chung cái này thì chắc chỉ 1-2 hôm nữa thì nó cũng bung hoa thôi. Bởi vì thời điểm này các bác mua là chơi luôn từ bây giờ. Và chơi xong thì các bác có thể là cắt đi những cái thân già này, ươm những cái phần ki ở phía dưới. Và đặc biệt hơn là đây, siêu nhiều mầm gốc ở phía dưới đang mọc lên nhá, tua tủa lên. Và nếu mà chi tiết từng chậu như thế nào các bác xem qua và có thể là dễ dàng lựa chọn hơn ạ. Mã số 1 nhá, mã số 1 là một cái giò giả hàng Pháp đang siêu nhiều nụ nhá. Và Tết thì thường những cái này người ta đếm theo thân nè. Cái chậu này thì em ếm qua ước chừng là 2, 4, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ui dồi, nhiều thân này không tính được hết cơ. Đó. Và cái chậu này hoa như cái dàn sắp pháo, hơn 20 thân, nói chung là hơn 20 thân. Và mầm ki đang mọc lên rất là nhiều, mầm gốc này, rất là khỏe. Và những cái mầm gốc này thì các bác chăm tốt năm tới nó còn dài hơn cả những thân mẹ của nó nhá. Đầu tiên hình số 1 này, em bán là 600.000, đấy 600.000. Rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Mã số 2, giò này là 650.000 nhá. Giò này thì đây, quá là đỉnh luôn. Đó, các bác nhìn này, mầm gốc còn không còn chỗ để nó có thể là phát triển nữa. Cái này các bác về các bác sang chậu đi, năm nay là được cái giò rất là khỏe. Đó, giò số 2 em bán là 650.000 nhá. Để em xoay một vòng cho mọi người xem luôn. Đấy, 650. Mẹ em đứng cầm để mọi người dễ xem hình dung được cây nó cao và dài như thế nào. Chậu này cũng phải trên 20 thân. Mã số 3 nhá, một giò giả hàng Pháp cũng đang rất là nhiều nụ. Và đây rất là nhiều mầm gốc đang mọc ở phía dưới này. Đếm lên cái chỗ này thì chắc nó phải hơn 20 kg luôn. Và thực tế là cái thân cả dài cả ngắn nó cũng phải rơi tầm 20, trên dưới 20. Chậu này em bán 580.000, 580.000 một chậu. Hình 3. Mã số 4 giả hàng Pháp ạ. Giò này thì quá là khủng và dài đây. Cái thân dài nhất này, tính từ đầu người đến chân này các bác nhìn này, dài to và rất là nhiều, nụ như một dàn sắp pháo luôn. Và đây tiến gần cho mọi người xem mầm gốc này. Trời ơi, đẹp quá cơ. Một cái lô giả hàng Pháp mà về nó quá là đỉnh luôn. Cái giò này đẹp nhá, nó dài, nó ít hơn những cái giò kia một chút xíu nhưng nó siêu dài, nụ rất là đẹp. Giò này em bán là 730.000. Nhiều nụ và nhiều ki, 730, hình số 4. Hình số 5 ạ, cũng là một chậu nhiều thân và rất là sai. Tuy nhiên thì do cái giò này nó mới nở từ hôm qua. Hôm qua em quay lúc đấy thì hoa nó vẫn đang chúng chím như thế này này. Hôm nay nó đã bung như thế này rồi các bác ạ. Đấy, hoa đẹp. Nên là chậu này thì em sẽ tính cái giá nó sẽ giảm hơn một chút xíu. Thực ra cái chậu này nó cũng rất là to và bự và rất là nhiều mầm gốc này. Đấy. Em tính giọ này nó là 650 thôi, 650.000. Nhiều thân. Mẹ xoay một vòng nữa nào. Đấy, 650.000, như một suối hoa luôn. Tác phẩm. Năm nay các bác cố gắng chăm tốt nhá, để những cái thân dài, thân con của nó thì nó sẽ dài hơn cả thân mẹ luôn. Mã số 6 giả hàng Pháp 700.000. Đấy, chậu này cũng dài này. Rất là dài. Chậu này đếm qua thử cho các bác nhé. 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nói chung là chưa tính cả những cái thân ngắn này đâu. Chuyện thân ngắn này em chưa tính đâu. Cũng phải 18, gần 20 thân. Cả dài cả ngắn và mầm ki đây. Gốc đây, mầm gốc đây. Giò này, ui dồi ôi, đẹp quá cơ. Giò này 700.000 nhá, 700.000. Thân dài, miên man. Mã số 7, một chậu giả hàng Pháp. Cũng chân dài, nhiều mắt hoa. Và đây, rất là nhiều ki, nhiều mầm gốc này. Nhiều mầm gốc luôn. Đấy, giò này đẹp. Nói chung là không có giò nó xấu à. Hầu như toàn giò tác phẩm ấy. Giò này Tết bán thì có vẻ là triệu mấy luôn. Giò em bán 750.000 nhá, 750. Hàng nhiều thân, cao, 750.000. Mã số 8 giả hàng Pháp. Xoay tròn mọi người xem qua một lượt nhá.
nhiều thân, đang nhiều nụ. Đấy, mã số 8 cũng 650.000. Đây, này, nụ của nó đây. Quá là chi chít luôn. Đây, mầm gốc đây. Cái này là chưa bật hết nhé các bác nhé. 650.000, mã số 8. Số 9 á, một giò giả Hà Pháp 600.000, đây là mã số 9. Đây, nụ hoa này, mầm gốc đang lên. Nhỏ nhá. Đấy, hình 9 600.000. Số 10 nhá, hình 10 giả Hà Pháp này 650.000. 650.000, hình số 10. Đấy, rất là nhiều thân. Quá là đẹp luôn. Hình cuối cùng là hình số 11, 600.000. 600.000. Giò này thì kỳ của nó đang mọc, nó hơi nhỏ thôi, nhưng mà rất là nhiều thân. Nhiều thân cực kỳ luôn nhé các bác nhé. Kỳ nó mọc lên nó thấp thấp thôi ạ. Và em khẳng định luôn các bác là cái lô này chỉ có 11 giò này là cái giò mà lô mà nó đẹp và giá em thấy là nó rất là rẻ. Nó phải giảm đấy, giảm hẳn 1/3, hầu như là có thể giảm đến một nửa so với giá thời điểm Tết đấy ạ. Cái lô này vườn người ta, thứ nhất là người ta làm số lượng lớn, và thứ hai là thời điểm, tùy từng thời điểm, giá thời điểm này nó sẽ không như thời điểm Tết. Nên các bác nếu mà các bác ưng một cái giò này về các bác chơi luôn, chơi xong thì mình làm giống, làm kỳ để năm tới là một cái giò tác phẩm sẽ lại tiếp tục có nhé. Em có hai cái giò giả Pháp nhỏ hơn, tiếp tới thì em sẽ nhập cái lô nó hàng nó nhỏ nhỏ như thế này này. Hàng này thì nó chưa hoa, còn đâu là để các bác làm giống. Cái chậu này em gọi là số tiếp theo, số 12 nhá. Số 12, chậu này cũng có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 kg. Cả dài cả ngắn, và đây mầm gốc đang lên đây. Giò này em bán là 300.000, 15 kg. Tiếp theo là giò hình 13. Ui, giò này thì phải nói là không đếm nổi luôn. Em xin phép là không đếm, tại vì nó quá là nhiều. Nếu mà so với cái giò 200 hôm vừa rồi em bán, nó phải gấp hơn gấp 3. Hơn gấp 3 cái số lượng thân trong một cái chậu đấy. Giò này nó quá là to các bác nhá. Này, mời mọi người cùng ngắm xem. Đấy, rất là to, nó phải ghép từ 3 chậu, hơn 3 chậu của loại kia vào. Đấy, giò này em bán là 550.000 nhá, 550. Rất là đẹp. 550 cái giò này. Sum xuê luôn. Ghép trong một cái chậu nhựa mà nó quá là nhiều thân, nhiều kỳ như thế này. Có hai giò. Hình số 13. 14 á, một cái giò giả Pháp gồm 2, 4, 6, 8, 10, 11 thân. Đây, mầm gốc đây. Giò này thì em bán với giá là 280.000 nhá. Thân dài, cũng nhiều thân. Dài đẹp, 280.000 cái giò này. Hôm nay thì em giới thiệu các bác một cái dòng đen rô xuân, mà dòng 5 cánh trắng nhá. Dòng hoa trắng tinh, dòng đột biến. Và chậu loại này thì giá tiền nó cũng hơi mắc một chút, nên là em cũng chỉ nhập có đúng duy nhất 2 chậu thôi, để về mọi người có thể sưu tầm làm giống. Đáng ra thì để tách kỳ thì nó dễ bán hơn, nhưng mà em thấy cái chậu nó đang rất là khỏe, phát triển khỏe mạnh như vậy, tách ra thì nó rất là phí. Nên là bác nào mà ôm được cái chậu này thì về chơi thì quá là tuyệt vời. Có thể các bác thì khéo tay các bác tách ra thì ok. Và hàng chuẩn chỉnh hoa nhé. Mặt hoa thì đẹp. Em sẽ đính kèm cái mặt hoa trên màn hình cho các bác. Chậu này là một cái chậu nhiều thân. Em gọi đây là chậu số 1 này. Cái này thì em không đếm được hết số lượng thân, bởi vì nó quá là dày. Dày di dày rít với nhau ấy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái này cũng phải đến 15, hơn 15 thân. Cả thân tơ đang mọc mầm và cả thân mà nó thắt ngọn. Đấy. Em bán là 850.000 nhá. Chậu số 2, chậu này thì quá to bự hơn. Đấy, các bác nhìn so sánh hai chậu. Chậu này to bự hơn nhiều. Nó thưa hơn, và thứ hai là thân nó lực, nó khỏe hơn. Chậu này em bán là 970.000. Đấy, 970.000. Chậu số 2. Thân nó như thế này cơ mà. Hàng chuẩn hoa cho các bác luôn. 970.000. Em có một cái giò phi điệp tím hàng rừng, hiện tại đang sổ hoa và chi chít nụ nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thân. 12 thân. Vừa rồi thì em có bán cái giò lên 1.2 triệu. Tuy nhiên thì bây giờ nó nở hoa rồi, và thứ hai là cái mặt hoa của nó là một cái dòng hoa cánh bay và rất là đẹp luôn. Đây, mắt tím đậm và hoa thơm nhá. Dòng phi điệp cánh bay này. Rất là bay luôn nhá mọi người nhá. Cái này nó mới nở thôi, mới nở được một hôm. Đó, giò này thì tầm 12 thân. Hôm nay em giảm giá cho bác cái giò này là 1 triệu đồng. Đấy, 1 triệu đồng cái giò phi điệp này. Đấy, thân rất là dài, ghép trên một cái bảng gỗ gọi là gỗ gỗ nhãn ngày xưa. 1 triệu đồng cái giò phi điệp tím này nhá. Em có một phần đùi gà tròn này, hàng để các bác vào vườn làm giống này. Cả lô này cũng nhiều nhiều, em bán là 130.000.
Gà tròn cả lô này là 130.000 này. Tiếp thứ hai, một dè kiều tím. Hiện tại thì đang cũng đang hơi sưng sưng nụ nhá. Đấy, đang sưng sưng cái mắt nụ này. Đấy. Dè này em bán là 220.000. Kiều tím thân dài. 220. Hình số 3. Đây là một chậu gì nhỉ? ESO. Nó bị cắt lá, nó hơi xấu tí đây. Giờ này bán 30.000 thôi. Giá cũ. Ờ đúng rồi, 30.000 cái chậu này nhá. Giá cũ phải 60.000 đấy ạ. Tiếp theo là có một hình quế tháng 8, 200.000. Giò này thì đây, tình trạng cây đây. Cả cái lô này em bán 200.000. Được một giò quế tháng 8. Cái này các bác chăm lên thì nó sẽ đẹp, nó bám dễ, nó khỏe hơn. Em tiếp theo là hình cái quế này, hình quế 180.000 gồm 3 ngọn. Một ngọn này. Đây ngọn thứ hai. Và đây là ngọn số 3 này. Ba ngọn này 180.000 nhá. Tiếp theo một lô nữa. Lô này thì được nhiều quế hơn. 220.000, được một búi quế rất là nhiều ngọn. 220.000. Này em buộc sẵn vào đây. Tiếp theo là có một hình thập hoa 60.000. Em có một cái giò phi điệp rừng này, 2 thân, 4 thân, 5 thân, 5 thân tơ. Và đây có, à đây cũng là thân tơ nhưng mà nói đang nhiều mầm gốc này. Giò này em bán 270.000. Tính ra có chưa đến 50.000 một thân dài dài. Phi điệp rừng, như là cái rừng này, như là rừng gì ấy. Hàng sổ nhé.